phẩm Quê Nội Tác giả Nhà văn Võ Quả Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước năm 2007 Một trong 10 tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của Việt Nam Phần 2 Chương 1 Thằng Cú Lao theo anh Sáu ra ở Đà Nẵng để học tập nhưng Đà Nẵng lại không yên, hết bọn lính của Tường giới thạch đến đóng, lại đến lính Pháp đến kiểm soát việc rút lui của quân đội Nhật. Chúng có nhiều âm mưu đen tối. Anh Sáu phải cho thằng Cú Lao về lại Hòa Phước, ở với anh Bốn Linh để tiếp tục việc học tập. Chú năm mùi gặp nó cười hì hì. Về đó hả? Hay lắm. Đang cần của chú. Chú năm mùi nhìn sang phía tôi. Cả thằng Cục nữa cũng đang cần mày. Cách mạng đổi đời, chúng mày thăng chức mau đã giữ, trước đây là chăn trâu sau này được thăng chức làm học trò sẽ được thăng làm thầy sướng chưa trước đây bốn tháng tôi chăn con trâu bĩnh mọi người gọi tôi bằng thằng thằng cục sau đó tôi được đi học mọi người gọi tôi bằng trò trò nguyễn văn cục nay lại được làm thầy thầy nguyễn văn cục tôi ngờ ngợ không tin ở lỗ tai mình tôi hỏi chú năm mùi thầy chi chú chú năm mùi nói lơ lửng thầy chứ còn thầy chi nữa Thôi biết vậy cái đã Tao đang búi sồm sồm Còn phải đi họp Còn phải xuống lò rèn Còn phải lên xã Đi cái đã Nói xong chú năm mùi vội vàng rút cái sắc quàng lên vai Quay quả bước ra ngõ Thằng Cú Lao cũng không tin mình có thể tiến bộ một cách vượt bậc như vậy Ở ngoài hải đảo nó đi bắt cá Mọi người gọi nó bằng thằng Về làng nó được đi học Mọi người gọi nó bằng trò Trò Cú Lao Này được làm thầy Tôi và thằng Cú Lao không dám nghĩ được làm thầy dạy học một vinh dự quá lớn muốn làm thầy dạy học phải hiểu nhiều biết rộng đi đứng phải nghiêm trang thằng cố lao hỏi tôi không biết bọn mình làm thầy chi ở ngoài cố lao tràm cũng có người làm thầy ông lang làm cao đơn hoàn tán được gọi bằng thầy tôi cố nhớ những người làm thầy ở đây cũng có nhiều thầy thầy bói xem quẻ biết được tiền của vợ con công danh tôi tớ thế nào thầy tướng xem mặt mũi biết được người nói láo hay không nói láo thầy cúng đuổi được ma quỷ thầy đồng làm vong hồn người chết được nhập cốt nhưng tất cả láo toét ủy ban sẽ cấm hết cả mấy ông thầy kiện hay đâm thọc cũng phải bỏ nghề chúng tôi không làm những ông thầy đó tôi chợt nhớ đến mấy ông thầy chùa vẫn còn tụng kinh gõ mõ các thầy chùa phải bị cạo chọc nhớ đến cái đầu chọc là tôi hoảng kinh chính con dao cạo của ông bảy hóa đã gây cho tôi biết bao đau khổ ông bảy hóa có cái thú được cạo chọc đầu người khác hoặc ông không thích người ta có tóc Thỉnh thoảng ông đi ngang qua nhà tôi nói thật to, cốt để mẹ và chị ba tôi nghe rõ. Ơ kìa, cái tóc của thằng Cục cũng tốt như rừng rậm kìa. Mẹ và chị ba cũng kêu lên, tóc mày tốt rồi đó, để ông bày cạo đi. Tôi vùng vằng, không cạo đâu. Ông bảy hóa cười khẹt khẹt, có cạo thì tốt cho mày chứ có tốt cho tao đâu. Để vậy cũng được, nhưng cái gương đây, soi thử coi. Ông bảy hóa móc trong hầu bao ra một cái gương tí xíu chìa cho tôi. Tôi soi gương, tóc của tôi có dài nhưng chưa dài lắm tôi tản đi nơi khác giả vờ bận đưa châu bĩnh ra sông uống nước lần sau gặp tôi ông kêu to hơn tóc mày búi được rồi đó búi lên một cục như đứa con gái cạo hay không cạo kệ mày nhưng cái gương đây mày xoay thử hử coi cái gương chỉ thẳng tôi thấy tóc đã phủ xuống cổ tóc dài non kỳ quá tôi đành ngồi xuống ông bày hóa cười hì hì lấy nước vỗ vào đầu tôi ông rút con dao cạo trong bao liếc liếc về cái ống quần rồi bắt đầu cạo Mỗi nhát dao cạo tôi cứ tưởng mỗi miếng da đầu của tôi bị lóc. Xót quá tôi coi rúm người lại. Ông Bảy ngừng tay, thẳng nhát như cái. Tôi nghiến răng ngồi yên. Nhưng xót quá tôi đẩy tay ông Bảy ra đứng dậy. Ông Bảy cười to nắm chắc phần thắng. Mặc Mà kệ mày, để vậy cũng được, tao chẳng muốn cạo nữa đâu. Ông vừa nói vừa xếp con dao cạo. Tôi lấy gương dòm vào, còn lại một mảng tóc ở ngay bên tai, nó kỳ quặc quá tôi đành ngồi ngay lại để ông Bảy cạo nốt cái đầu tôi trắng héo sau ngày cướp chính quyền một hôm chị ba tôi nói với mẹ thằng cục cạo chọc thấy nó hóa dữ cách mạng lên rồi phải đi cúc tóc để ngó cho văn minh mới được tôi được đến hiệu để cắt tóc thằng cù lao bảo nó cũng được cách mạng giải phóng khỏi bị cạo chọc đầu khi cạo chọc xong nó xuống biển tắm nước mặn dưới biển ngấm vào nghe sót như cắt Tôi và thằng cố Lao đến nhà chú Năm Mùi để hỏi thăm về việc làm thầy, nhưng anh Bốn Linh và thầy Lê Hảo đã ngồi ở đó. Chú Năm Mùi tiếp tục câu chuyện đang trao đổi. Anh Bốn là chỉ huy tự vệ, đã là quân sự thì phải lo dẹp cho hết các thứ giặc. Nay cụ Hồ chỉ cho dân thấy có ba thứ giặc, giặc rốt, giặc đói, giặc ngoại xâm. Giặc ngoại xâm chiếm nước ta 80 năm nay, giặc đói cũng vậy. Riêng giặc rốt chiếm nước ta đã nghìn năm, vua chúa ngày trước đều bó tay nay cách mạng về mới dám cử đại binh để tiêu diệt. Thầy Lê Hào gật gù, chí lý, chí lý. Anh Bốn Linh hỏi, vậy đánh đâu trước, đánh thế nào đây? Chú Năm Mùi quả quyết, đánh hết và đánh mạnh. Ở đất này mọi người đều rốt đặc, nhưng lại làm biếng nổ trời. Làm biếng kiếm chuyện nói quanh, bà bầy đá hỏi tôi, học để làm chi? Chữ nghĩa không làm no bụng, lắm người dạ đầy chữ bụng lại đói meo. Chỉ có tiền, tiền mới làm no bụng. Tiền là ông chủ, có tiền mới sai khiến được thiên hạ. Bà nói tiền là cái địa bàn, hết tiền là mất phương hướng. Ông kiểm lại lại nói khác, cái gì cũng không qua cái số, được cái số thì không học cũng giỏi, không được cái số thì học mấy cũng u mê. Thánh nhân giỏi từ trong bụng mẹ, cái số ông rốt, ông đành chịu rốt. Anh bốn linh tiếp theo, chín người mời cuống ngọ. Ông Nguyên dạy thế võ cho đội tự vệ lại nói, đã là thầy thì cái chi cũng phải hơn trò thầy dạy cho ông học phải giỏi võ vì ông nguyên giỏi võ văn võ kim toàn mới làm thầy ông được thầy dạy lớp bình dân ở thôn ông cũng chỉ là thằng con nít như vậy chướng quá ông không thèm học mọi người cười ha hà, hà thầy lê hảo cắt nghĩa cũng vì ta chưa nói cho bà con nghe rõ sự lý phải khai thông cái trí thì tai mới nghe thuận nghĩ vậy tôi có làm bài thơ nói sự lý đó thầy lê hảo đã xuất khẩu thành thơ thầy nói đọc ea nay cách mạng thành công, sông núi xuất anh hùng, giang sơn liền một mối. Ông thiên lý xa soi nghìn dặm, muôn trí khôn dồn lại một bầu. Vậy nên già trẻ nghèo giàu, ai cũng phải diệt loài giặc rốt. Chú Năm Mùi và anh Bốn Linh đều chép miệng khen hay. Chỉ có cái câu muôn trí khôn dồn lại một bầu, nghe chưa sướng. Vì khi cách mạng đã thành công, phải để trí khôn tỏa ra, không nên bắt trí khôn dồn lại. Anh Sáu đã giảng giải, Nước ta trước đây là một nhà tù lớn, mọi người đều bị giam hãm trong rốt nát, trong áp bức, trong nghèo nàn, trong mê tín dị đoan. Nay cách mạng đã về, cách mạng phải mở rộng ra, phải giải phóng, không nên dồn lại. Anh bốn xin bỏ câu mua chi khôn dồn lại một bầu và thế bằng câu mang trí khôn mở rộng cuộc đời thay chữ dồn bằng chữ mở. Chú Năm Mùi, cả thầy Lê Hảo đều gật gù khen chữ mở, đã làm cho bài thơ càng tuyệt diệu anh bốn linh ra dáng suy nghĩ nhưng còn thầy dạy lấy đâu cho đủ chú năm mùi như đã sắp xếp từ trước thầy giỏi thì đã có anh bảy hoành anh có cả một thùng sách thầy sớm dưới đã có thằng Tân nó là đội viên vừa siêng năng vừa thông thái chú năm mùi nhìn về phía tôi và thằng cổ lao ta đã sẵn hai chiến sĩ diệt rốt kia chú cổ lao học đã thành tài nay xung vào đội quân diệt rốt là đúng chú cục kia nữa đã tốt nghiệp lớp 3 tháng hai chú đều văn hai chữ tốt địa lý lịch sử cái chữ y cũng đều giỏi cả nay được thăng làm thầy là phải anh bốn linh nhìn thẳng vào tôi và thằng cố leo đánh giặc ngoại xâm thì chưa đến tuổi tòng quân đánh giặc đói thì cầm cày chưa vững đưa đi đánh giặc rốt là đúng lập trường chú năm mù như sực nhớ một việc quan trọng còn như bà hiến ban đêm cứ thấy một bóng đèn thành hai bóng đèn đến lớp không được hoặc ông muốn rị ban đêm phải làm thịt chó phải có thầy đến dạy tại nhà làm vậy mới diệt được hết ổ giặc anh bốn linh kêu lên phải rất phải tôi cứ quyến bà hiến suốt đời đói khổ ông bốn rị thì chẳng đã mới bán thịt chó chú năm nói phải cách mạng phải nhớ đến họ ta phải cử thầy đến dạy anh bốn linh nói xong vội vã cùng thầy lê hảo ra về chú năm mùi ngồi lại phân công ngay cho thằng cù lao ban ngày phải đến dạy bà hiến học còn tôi ban ngày phải đến dạy ông bốn rị học Vừa nghe chú Năm phân công Tôi phải dạy ông bốn rị Tôi giật nảy Ôi cái ông bốn rị Ông bốn rị thì sao Người ta cười tôi đó Tôi lại đi dạy một lão bán thịt chó Tôi khịt mạnh Lão nghe hôi lắm Chú Năm mồi nhìn thẳng mắt tôi Lạ hẻ Tao ngồi gần ông Tao chẳng nghe thấy cô hôi hám chi cả Nghe thơm là khác Mày đến bên ông hút hít vài cái thử coi Người ta tưởng bậy đó thôi Mày là chiến sĩ diệt rốt đã là chiến sĩ thì dù giặc dữ cũng phải xông vào, sợ chi hôi hám. Tôi đang phân vân, chợt thằng cú lao cười nói, cục không quen mùi thịt chó, cứ để ông bốn rị tôi lo, còn cục lo cho bà Hiến. Tôi thở phào. Chương 2 Vùng tôi trước đây không ai thèm ăn thịt chó, không phải vì có nhiều thịt không ăn thịt chó vì một thành kiến. Thành kiến đó sau ngày tổng khởi nghĩa còn khá nặng nề. Người ta có thể ăn thịt rắn, thịt chuột, thịt cóc, ngay cả những gì dạ dày không cho phép. Cũng chẳng ai dị nghị cả. Nhưng nếu ăn thịt chó thì ôi thôi, tất cả uy tín đều tiêu tan. Người đó bị xem là đứa phàm ăn. Mọi người đều tin thịt chó là loại thịt ô uế Thịt chó vào bụng sẽ làm mất hết các tinh khiết của con người. Nguy hại nhất là lúc chết, người ăn thịt chó khi chết sẽ phải xuống địa ngục phải qua 10 cửa điện Diêm Vương, phải chịu những nhục hình ghê rợn. Chỉ một lát thịt trôi vào bụng thì cửa ngõ trốn âm ti đã sẵn sàng chờ đón. Dù lòng từ bi của Phật tổ có rộng như biển cũng không phương cứu xét. Có người thoáng nghe mùi thịt chó đã nổi nôn mẹ, cơm canh đã nuốt vào bụng đều tuôn ra hết. Những người như vậy được xem là có cốt tiên cốt Phật, sau này chết đi sẽ được ở cõi thần tiên vô cùng sung sướng. Làng tôi trước kia có ông bốn rị làm nghề bán thịt chó, ông ăn thịt chó lại còn giết chó lấy thịt đem bán. Lũ chó bị ông giết biến thành ma chó quay lại báo thủ. Ông bốn sống thu thủ một mình. Mọi người tin ở người ông thoát ra một mùi thịt chó rất lợm. Tôi vừa lũ chăn trâu trong làng khi gặp ông bốn rị liền tránh xa ra một bên. Ông vừa đi qua chúng tôi ù té bỏ chạy, vừa chạy vừa khạc nhổ. Ôi hôi lắm, hôi lắm. Bọn chó đánh mùi ông bốn rị rất giỏi. Ông vừa đến đầu làng, chó giữa làng đã nổi sủa ông đến giữa làng, chó ở cuối làng nổi sủa. Tiếng chó sủa dấy lên từ xóm này sang xóm khác, chúng chu chéo gào thét, cố khạc cho hết mặt đắng vào người ông. Từ những con chó chỉ biết yêu thương, chỉ biết trả lại những gậy suýt chết bằng những cái ngoắc đuôi đầy tình nghĩa, cho đến những con chó siêng năng suốt ngày đêm để lo giữ trộm, hễ nghe tâm ông bốn đều nhảy sổ ra sủa. Những con chó già gầy guộc, rụng lông, dơ xương, cả giận và bỏ chết cũng không thèm ở chung với chúng cho đến những con chó tròn trĩnh béo tốt khi đánh hơi ông bốn đều nổi giận, nhảy sổ qua rào, vừa phóng vừa sủa. Những con chó sủa không đâu, những con chó biết giấu kín sự căm giận, biết nép mình trong xó bụi để cắn trộm tất cả. Khi đánh hơi biết có ông bốn rị đều vụt chạy, sủa toáng lên như bị gậy nện vào đít. Con mốc nhà bác Úc biết ngủ, có chỗ, biết sủa có lúc. Bác Úc thường nói, con mốc nhà tao đã sủa thì nhất định có trộm. Khôn ngoan đến vậy, khi nghe có ông bốn rị cũng hóa điên phóng cả vào cọc ngã lăn cành ra sức chạy để sủa con môn nhà ông kiểm lại suốt ngày sục dạo tìm kiếm khi nghe tâm hơi ông bốn đều vứt hết phóng qua bờ che gai đuổi cho kỳ được ông bốn con vá nhà bà hiến chăm đuổi gà không gây sự khi có cho lớn chạy đến nó ngoắc đuôi nằm dạp len lén bỏ đi khi có ông bốn hóa ra mãnh liệt chân trãi về trước đuôi kẹp về chân sau gào giống Tất cả rượt đến vây quanh ông bốn như muốn ngoạm cổ, xé xác ông ra mới hả dạ. Chúng nhảy tới thụt lui lồng lộn chu chéo làm náo động cả làng. Ai cũng lầu bầu, lại ông bốn rị bán thịt chó. Bọn trẻ con đang chăn trâu ngoài bãi cũng vụt chạy. Lão bốn rị bay ơi, mau đến coi. Tôi gọi thằng cố la cùng thả trâu vụt chạy. Tất cả vừa chạy vừa nhặt đất, chúng tôi nép vào một bụi kín. Ông bốn từ xa tiến đến, tay cầm một roi tre, tay sách một rổ thịt chó. Ông bước thủng thỉnh, vẻ im lìm như một bóng ma Tôi với mấy thằng mất dạy tung đất Đất rơi ào ào Ông thét to Ôi, ôi, bể đầu tao rồi chúng bay ơi Tôi và lũ trẻ bỏ chạy Tôi chạy đến nép sau cây rúi đứng nhìn lại Ông bốn vứt rổ ngồi bệt xuống đất Hai tay ôm lấy chán Thằng cố lao chạy lại bên ông Nó đang nói gì với ông Nó cúi nhìn vào chán và mặt ông lấy tay phủi phủi Tôi gọi to Cô Lao ơi! nhưng thằng cù lao đã cui xuống sách rổ thịt nó cùng ông bốn đi về một phía theo sự phân công của chú năm mùi tôi dạy cho bà hiến là chính thằng cố lao dạy cho ông bốn là chính nhưng hai đứa phải giúp nhau ai à cũng biết tôi và thằng cố lao sẽ đi dạy học sẽ làm chiến sĩ diệt rốt chị ba anh bốn gặp chúng tôi đều có lời khuyên bảo nhất là chị ba chị dạy em của chị làm cán bộ rồi đó không phải con nít nữa đâu từ nay đi đứng phải nghiêm trang, nói năng phải từ tốn. Chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là không làm thầy được đâu. Phải nói cho bà Hiến hiểu về chủ trương diệt rốt, phải biết tuyên truyền giải thích, tập làm cán bộ cho quen. Nói như thế này, kẻ không học cũng như người mù, kẻ mù khi đi phải bị vấp ngã, có lúc rơi tõm xuống sông chết nhăn nanh. Nói đến đây, chị ba thấy cách giải thích như vậy nghe hơi quá, chị chữa lại. Hay nói thế này, học một chữ đáng nhìn vàng, dù không chức phận cũng nhàn tấm thân. Chị ba chỉ vào tôi vẻ quan trọng, nhớ phải dọn dẹp nhà cửa, gánh nước nấu cơm cho bà Hiến và ông Bốn Rị nghe chưa? Đó gọi là làm công tác quần chúng, con phải biết kể chuyện thời sự để làm cho họ nhìn xa thấy rộng, nghe chưa? Phải làm cho họ không còn bị giam hãm như trước đây, nghe chưa? Về chuyện thời sự, chuyện ở Nam Châu Bốn Bể, anh Bốn Linh và chú Năm Mùi rất quan tâm, vì chính chuyện đó ở những ống thiên lý xa soi nghìn dặm, mang trí khôn mở rộng cuộc đời như lời thơ của thầy lê hảo đã nói chị ba nhìn tôi một loạt từ đầu đến chân mặt mày nhớ phải rửa cho sạch này ghi gương đây chị cho mượn mặt bị vết nhỏ phải xoay gương mới biết chị ba hồ hởi phải công tác cho giỏi để trở thành cán bộ đứng giữa hội nghị diễn thuyết lao làu mới thiệt là thích tôi và thằng cù lao đã sẵn sàng mọi việc chiều bắt đầu xuống dáng chiều làm đỏ ối cả dòng sông thu bồn về phía tây cây sung đầu làng như ngập trong lửa, bãi dâu sẫm lại, ngoà dần vào bóng tối. Tôi vội đánh Châu Bĩnh về chuồng, còn phải đến nhà bà Hiến để giải thích và khai giảng. Chú Năm Mùi đã bảo, phải tập giải thích cho quen. Thằng Cú Lao tối nay cũng đến nhà ông Bốn Rị, tôi sang nhà anh Bốn Linh rủ nó cùng đi, ra đến ngõ gặp chú Năm Mùi, chú chắp tay chào. Chào thầy Cục, chào thầy Cú Lao, hai thầy đi khai giảng phải không? Tất cả cùng cười, tôi rẽ sang nhà bà hiến bà hiến đang ngồi kéo vải nghe tiếng động bà ngước lên ai đó tôi đây tôi khệ nệ bước vào chị ba đã dặn tôi phải đi đứng nghiêm trang trước tiên về tuyên truyền giải thích tôi định lập lại lời chị ba bà phải học cho biết chữ vì một chữ đáng nghìn vàng dù không chức phận cũng nhàn tấm thân nhưng chợt tôi thấy cách nói như vậy nghe đột ngột và thấy lôi thôi tôi nghĩ phải tìm một câu nói hay hơn tôi nhớ đến câu của thầy lê hảo học hành cũng như cái ống thiên lý xa soi nghỉ lối nhưng câu đấy thật khó hiểu tôi cố tìm một câu khác nhưng loay hoay mãi không tìm ra một phút rồi năm ba phút trôi qua tôi nhìn bà hiến trước mặt tôi là một người học trò già Già bà đã bắt đầu nhăn nheo tôi hơi ngượng lạ thật khi đến chơi nhà bà hiến để tán phét thì tôi ba hoa đến mấy cũng được nên khi có ý đồ tôi lại ngượng ngập nói không ra hơi mới hay đi làm cán bộ như anh bốn linh không phải dễ Bà Hiến thấy tôi cứ im lặng mãi ngước lên hỏi Có việc chi đó Đang lúc bí tôi nói vu vơ Chơi thôi Nói xong tôi mới biết mình nói láo Tôi không có ý trả lời như vậy Tôi càng ngượng cứ ngồi im đưa mắt nhìn lên giàn Bà Hiến nhìn theo lên giàn Có mấy trái bột quân để trên giàn Muốn ăn cứ lấy mà ăn Có lẽ bà Hiến tưởng tôi muốn vòi bột quân Nhưng không dám nói nên cứ ngồi im Tôi nghe giận Cũng không biết giận bà Hiến hay giận mình Tôi trả lời gọn lỏn Không thèm ăn đâu Bà Hiến ngạc nhiên lại ngước nhìn tôi Bà nói khe khẽ như chỉ đẹp mình bà nghe Làm lành với nhau thì hơn Cũng bạn bè với nhau cả Dù có bị nện cũng nên suy xóa Thì ra bà Hiến tưởng tôi bị bọn chăn trâu đánh đau Nên vẻ mặt xa sầm Quả thật dạo đó tôi hay vật lộn với bọn chăn trâu Khi nổi khùng cũng có tặng nhau những đấm đá Tôi và thằng Cố Lao gặp chú Năm Mùi nói tất cả những việc vừa xảy ra. Nào là bà Hiến biết đến ba ngàn chữ, đọc một lèo. Nào là bà Hiến thuộc hết các sách vở thánh hiền, nghĩa lý vô cùng thâm thúy. Bà còn nói tiếng Tây như bắp giang. Tôi và thằng Cú Lao càng trầm trồ bao nhiêu, thì chú Năm Mùi càng phớt lờ bấy nhiêu. Chú nói, có chi đâu lạ, bà Hiến ở đợi cho nhà giàu. Nhà giàu rước mấy thầy dạy chữ nho cho con cháu đọc. Nghe học trò EA đọc sách bà nhớ hết. Bà nhớ tài lắm. Trước đây bị đói bà mò ra ngoài Đà Nẵng kiếm ăn đi lang thang bị lính cu lít bắt nộp thằng cò. Chúng nó nói tiếng Tây, bà cũng nhớ được. Bà nói như thế này chứ chi. Madame vớ nê đầu hạp phước, mà cả bông. Ma nhan mè xe. Bà chưa chịu học là vì bọn bay chưa biết cách nói. Chỉ nói thế này. Nay mai người ta sẽ ngăn cổng vào chợ. Người nào biết đọc chữ quốc ngữ họ mới để vào. Nói vậy là bà học ngay. Việc dễ như chơi, sao dối lên vậy? tôi và thằng cố lao lại đến nhà bà hiến tôi cho ra ngay câu nói của chú năm mùi nay mai người ta ngăn chợ ai biết chữ quốc ngữ mới được vào chợ bà hiến ngừng xa kêu sợi ai nói đó lệnh trên đó chú năm mùi cho biết ai dám nói sai bà cứ hỏi chú năm coi người không học được chữ quốc ngữ thì răng thì đứng ngoài cổng rồi về thôi lạnh nghiêm lắm bà hiến ngồi thờ ra môn thuốc của chú năm đã công phạt tôi hỏi dò bà đi chợ không tiếng bà Hiến nhỏ hẳn. Đi chợ để mua đồng mắm đồng muối. Thôi bà phải học. Tội chi không học. Kiếm vài chữ bỏ bụng cũng sướng. Tôi và thằng Cú lao bật dậy reo lên. Phóng một mạch lại gặp chú Năm Mùi. Vừa gặp chúng tôi thét to. Bà Hiến chịu phép rồi. Sao chú tài vậy chú? Chú Năm Mùi vẻ thản nhiên. Tại bọn bay không biết bắt mạch. Tao bắt mạch. Biết bà Hiến mê đi chợ. Không một xu nhỏ cũng mò đến chợ. Bà đi chợ một vòng còn thích hơn xem hát bội. Cũng như mày mê vật lộn Thằng cù lao mê lội bơi Tao trước đây tao mê hát bội Ở đời ai cũng có cái để mê cả Tôi hỏi thằng cù lao về ông bốn rị Ông có biếng hỏng như bà Hiến không Ông có hôi lắm không Nhà của ông có thấy rợn không Tôi với ông bốn rị ở cùng làng Tôi ở đầu xóm trên Ông ở xóm giữa Thỉnh thoảng tôi có đi qua nhà Nhưng chưa bao giờ ghé lại Nhà ông có bức rèm che cửa ở đằng trước Đằng sau có bóng người thập thò có tiếng cốc cốc như mõ khu và tiếng kêu ăn ngẳng. Nhưng cái làm tôi giận nhất là tiếng rú của con chó bị cắt tiết. Tiếng rú vang dội đấm thủng màn xương, át tiếng gọi đò và tiếng gào khu của các dính nước. Mỗi khi tiếng rú vang lên, lũ chó trong làng nổi lên sổ rộ. Ông bảy hóa ngồi trước cửa chùa, đập đập cái quạt mo vào chân. Lại một con chó hoa kiếp, mong mày đầu thai trở lại làm người. Làm người không xong thì lại phải hóa kiếp trở lại làm chó. Thằng cù lao cho tôi biết ông bốn chẳng mùi hôi thối gì cả. Ông sạch sẽ như mọi người. Ở ngoài cù lao tràm cũng có người bán thịt chó. Người đó cũng không hôi thối. Cũng chẳng nghe ai nói là ăn thịt chó sẽ xuống địa ngục, sẽ bị rút lưỡi moi gan. Nhà ông bốn không có gì dùng dọn cả. Rất là mát mẻ. Có cây bông trang, có con bướm đậu. Ông bốn có nuôi nhiều chó nhưng toàn chó con. Ông xin chúng ở đâu về nhốt sau chuồng chúng kêu ăn ẳng, à, có con thì chưa biết ăn, ông phải vạch mồm tọng nước hồ vào họng. Có lúc một con chó mẹ đến gào giống sau vườn đòi con, ông xách gậy ra đuổi, cuối cùng chó mẹ cũng bỏ đi nơi khác. Thằng cổ Lao còn cho biết là ông bốn mổ xong một con chó, ông cắt một miếng thịt ở chóp đùi đem xào, mùi thơm bay ra ngào ngạt. Tôi kêu lên, ôi thịt chó thơm răng được, thịt chó làm tao nôn ẹ. Thôi kể tiếp đi, rồi ông bốn làm chi nữa. Sau đó ông nướng bánh tráng có rải mè, múc thịt đặt lên mâm, mời tôi ngồi lại. Mời ai? Mời tôi. Ấy, mời mày, thế mày nói sao? Tôi nói tôi không ăn. Ừ, được đó. Nhưng ông mời mãi, ông nói hễ hey, tôi không ăn thì ông không học. Với lại cái mùi thịt bay ra thơm quá tôi không cầm lòng được. Làm sao? Thì tôi ăn. Ôi trời ơi, nghỉ to rồi, mày ăn đồ ô uế rồi, có nôn mẹ không? Vừa nói tôi vừa ẹ lên mấy cái. Thằng cổ lao lặng thinh Tôi lên giọng Ở đây đứa phàm phu mới ăn thịt chó Đã ăn thịt chó khi chết phải xuống địa ngục Bọn chó đánh hơi xông ra cắn mày chết Thằng cù lao hạ thấp giọng Hôm kia đến nhà ông bốn tôi thấy có chú năm mùi ở đó Chú năm đi kiểm tra học tập chú có hỏi chi không 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 hỏi chi cả Chú đang ăn Ăn chi Thằng cổ lao nói khẽ vào tới tôi Ăn một đĩa nấu nhừ Tôi giật thót thiệt không Chú khen đĩa nhừ nấu khá Chú còn bảo giống thịt chó thế mà mát Ăn thịt chó ngủ ngon Tôi không ngờ chú năm mùi lại ăn thịt chó Từ ngày cách mạng thành công Chú tiến bộ rất nhanh Chú không còn mê cô đào hát bội Không hát bài tròi Chú vừa nhận chân lãnh đạo tự vệ xã Kiêm chính trị viên tiểu đội dân quân của thôn Phụ trách đội thiếu niên Nay lại đi ăn thịt chó Thằng cố lao lấy tay che mồm Nói chỉ vừa đủ cho tôi nghe Cả ông bảy hóa nữa tôi suýt ngã ngửa nổi cười to thằng cù lao cũng nổi cười trước kia chính ông bày hóa cho mình là có cốt tiên cốt phật mà đã là tiên phật thì hít mùi hương hoa cũng đủ sống không cần ăn nếu có ăn kỵ cũng chỉ là ăn tương cà dưa muối ai nói đến thịt chó thì ông nô nệ tôi hỏi thế ông có mắc cỡ không chẳng mắc cỡ gì hết ông chéo chân ngồi giữa nhà húp rất to ông khen ông muốn rị bán rẻ thịt chó có vậy mới đông khách nhiều người sẽ khỏe ra nay ông đã nhập bạch đầu quân ông cũng muốn khỏe thêm luyện tập quân sự càng dai sức đánh thẳng giặc như vậy mới gọi là tu ông thét to phật là cái tâm ở ta cái tâm ta ngay thẳng trung thực đó là phật cái tâm ta gian nịnh xảo trá đó là ma quỷ tôi coi làng mình mọi người trở nên tốt trộm cắp bỏ nghề thuế chợ thuế đò đều bãi bỏ đâu có phải là không ăn thịt chó mà vì có người làm cách mạng tôi hỏi thêm thế ông có bị nôn mẹ không Chị ba nghe mùi thịt chó cứ bị buồn nôn Không phải chị giả đo đâu Thằng Cú Lao cho biết Cả đội tự vệ cũng có ăn thịt chó Thỉnh thoảng ông muốn rị mang đến một nồi bún Với thịt đem thết toàn đội Ở tròm đa lý Bà Hiến có một trí nhớ rất tốt Tôi nói gì bà nhớ nấy Nhớ rành mạch chính xác Không ngờ dưới lớp da nhăn nhúm lại giấu một đầu óc minh mẫn Đầu óc của bà không phải như cái rổ lủng như bà nói Bà nhớ giỏi bằng mười tôi Nhưng tôi cứ chê tôi chê bài viết tồi đọc chậm khi tôi còn làm học trò tôi thích được khen nhưng khi làm thầy tôi lại cứ thích chê tôi viết lia liệu một loạt chữ o bảo bà hiến bắt chước kẻ theo bà méo mồm cố kẻ theo thật đúng tôi bắt bẻ viết bằng tay sao mồm lại méo sạch bà hiến vừa viết vừa thở hổn hển tôi uốn nắn chớ thở ao ao, bay mất sách vở thở vậy nên chữ viết như gà bới tôi bảo gì bà cũng bâng theo tôi nhận rõ bà hiến nẻ tôi Bà không gọi tôi là thằng cục mà gọi là chú cục. Trước mắt bà tôi không còn là thằng chăn trâu đã bị bọn trẻ đánh u chán. Theo thầy Lê Hảo khi làm thầy sẽ được học trò kính nể. Tôi bắt trước thầy Lê Hảo ăn nói nghiêm trang, khuyên gian cái này cái nọ. Có lúc tôi quát trời một cái cho sướng miệng. Bà Hiến không lấy thế làm mất lòng. Bà nói trước kia các thầy phải đánh học trò bằng roi mây. Có thế mới nên. Này cách mạng lên rồi, thầy không đánh học trò. Sướng quá. Tôi sực nhớ chị ba và chú Năm mùi dặn phải làm công tác quần chúng. Lập tức chúng tôi vứt sách xông vào buồng bà Hiến. Chúng tôi khênh hết những thúng đựng khoai ra ngoài, cua hết rẻ rách vứt ra sân rồi lấy chổi quét. Tĩnh còn đầy nước uống, thằng cô la cũng đổ đi, quẩy tĩnh ra sông múc nước. Sau đó tôi vo gạo, cua củi, nhóm bếp, bà Hiến van nài tôi cũng giật lấy giúp bà cho kỳ được. Trước nhà bà có những tĩnh xích, chung vỡ, Tôi và thằng cú lao khuân hết đi nơi khác Để lấy chỗ trồng cây bông trang Bà hiến chạy ra ngăn lại Không hiểu trồng cây bông trang để làm gì Tôi níu bà lại Bảo phải trồng cây bông trang cho đẹp mắt Chúng tôi đảo lộ tất cả Sắp xếp mọi thứ như ý muốn của chúng tôi Tôi giảng dạy Cách mạng lên rồi Nhà nào cũng phải có hòn non bộ Có xăm cây cảnh Có cây bông trang chưa đủ Phải trồng thay, thêm cây bông lài bông lý nữa Thằng cú lao quả quyết Không làm nhèm nữa đâu bà già cũng phải đánh phấn tô môi, phải mặc áo màu, phải đi giày cao gót, rồi đây bà phải đi uốn tóc và phải sắm một cái ví và một chiếc dù đầm, đi đâu cũng phải cầm trên tay cho sang trọng. Tiếng đồn lạc trên xã dưới, ông bốn rị có một thằng con trai giống ông như đúc, da nó cũng đen, người nó cũng gầy, khuôn mặt giống hệt bố. Trước đây gặp năm mất mùa, ông bốn phải đem đợ thằng con trai đó cho một nhà giàu ở ngoài Đà Nẵng. Nay làm ăn khá, ông bốn đã chuộc nó về, Thằng nhỏ siêng năng lắm, nó băm thịt giòn tan, nấu xào rất giỏi. Tôi biết đó là tin đồn về thằng Cú Lao, nó giúp ông bốn nhiều việc để dạy ông học. Nó còn đi bắt chó với ông, ông bốn kéo lê một con chó bị chồng, thằng Cú Lao thủ một chiếc roi theo sau, tất cả bọn chó gào giống đến sủi bọt mép xung quanh ông bốn. Thằng Cú Lao không chút nao núng, phóng mắt nhìn quanh tìm đứa hung hăng nhất, chợt chiếc roi mây bay vút, chó bị ra kêu ăn ngẳng, cúp đuôi vụt chạy những con chó khác chạy tán loạn thằng cù lao nhặt đất ném theo phá gãy vòng vây giải thoát cho ông bốn định dẹp xong lũ chó nó đứng chống nẹ nhìn quanh tôi gọi to cù lao ơi mày đi bắt chó cho ông bốn hả làm chi bậy bạ rứa thiên hạ cười đó họ đồn mày là con trai ông bốn đó miệng tuy nói vậy nhưng bụng tôi nghĩ khác thực bụng tôi phải nói mày đuổi chó giỏi lắm tao đang phục mày đấy tao cũng muốn được như mày tôi hỏi bâng quơ Mày mượn đâu chiếc roi mây tốt quá Thằng cổ lao chìa chiếc roi Ông bốn cho tôi đó Tôi nói cho có chuyện Roi to thì sướng hơn Roi nhỏ quất khỏi gãy chân Dạo ai thôi mà Tôi hỏi Thế tao xin ông bốn một cái roi được không Cục xin đi Ông bốn ông tốt bụng lắm Ông cho liền à Thằng cổ lao nói nhỏ vào tay tôi Thảo ăn lắm Hôm nào cũng đãi ổi, đãi bổ quân Ổi và bổ quân của ông ngọt lịm Ăn nhiều ông càng thích nhưng mà tao sợ ma chó chúng kéo về từng đàn ông muốn rị phải đặt câu thần chú mới đuổi được làm chi có tao đến xin ông cái roi rồi đi bắt chó với mày được không thằng cù lao reo lên ông thích còn phải nói ông bảo tôi đến ở với ông tôi cứ việc đi chơi ông làm nuôi tôi cũng được tôi và thằng cù lao cùng cười không ngờ sự việc lại ra như vậy trước tổng khởi nghĩa có ba nơi làm tôi cứ sợ đó là chòm đa lý âm u đại bản doanh của quỷ năm nanh có đầu tóc xõa đến đất. Đó là miếu bà tằm im lìm nép dưới tròm sung, nơi làm ăn của quỷ bạch thố. Sau cách mạng, quỷ bạch thố và quỷ năm nanh đã cuốn gói đi nơi khác, chỉ riêng nhà ông bốn tôi vẫn thấy bí hiểm. Tiếng băm thịt ở nhà ông nghe như tiếng mõ kêu cứu, tiếng rú của chó bị cắt tiết nghe rùng rợn. Tuy thằng Cố Lao đã cho biết nhà ông bốn dị cũng như nhà chú năm mùi, có hai trái tám cột, đồ đạc cũng là giường chiếu, nồi niêu rổ giá mọi vật đời bình thường chẳng có gì ghê rợn cả tôi biết vậy nhưng khi đến trước nhà ông bốn tự nhiên tôi dừng lại tôi vừa sực nhớ trước đây tôi với mấy đứa mất dạy đã ném đất vào đầu ông nay gặp tôi ông lại chẳng trả thù nện cho tôi một trận nghĩ đến đây tôi chỉ dám nhìn qua hàng rào ông bốn tay cầm con dao phay đứng trong nhà trông quá dữ tợn tôi định rút lui nhưng nhớ lại việc chú năm mùi bắt buộc tôi phải đến giúp thằng cù lao dạy ông bốn học tôi phải dừng lại Đợi ông bốn đi khuất vào bếp Tôi nhón chân gọi khẽ Cú Lao ơi, Cú Lao Thằng Cú Lao như biết tôi đang lảng vảng ở ngoài rào Chạy ra gọi Bốn đợi cục đó Đợi để chi? Để dạy ông học, ông thích lắm Tôi hơi vững dạ gión rén bước vào Ông bốn đang ngồi lóc thịt Vừa thấy tôi, ông vung con dao sáng quắc Ông lại cười Chú cục đó hả? Hay lắm Rõ ràng ông bốn đã làm tôi yên tâm Ông đứng lên đi đẩy lửa Ông vừa lóc thịt vừa đun lửa trong bếp đó không phải là một cái bếp bình thường như thằng Cú Lao nói, mà là một cái bếp bất bình thường. Bếp có đến ba bộ ống táo. Tất cả đang cong lưng đội một cái chảo và hai cái nồi to bự. Ngoài ra còn có ba bộ ống táo khác sắp thành một hàng, sẵn sàng nhận việc. Tất cả chảo nồi đều sôi sùng sục và tỏa khói thơm. Quanh bếp còn úp không biết bao nhiêu nồi đất đủ loại to nhỏ. Thằng Cú Lao ở trần, sắn quần đến tận bẹn, chạy rút con dao phai lật chiếc thớt bê một đùi thịt chó đặt lên thớt chặt lia lịa nó tỏ ra thông thạo như đã lâu năm làm nghề băm thịt tôi bật cười nó cười theo rồi băm càng nhanh càng chính xác tôi nhìn vào nhà trên ở hòa phước nhà trên thường nhìn ra ngõ đằng này nhà trên của ông bốn lại xây lưng ra ngõ mặt úp vào vườn sau vườn ông bốn trồng cây chanh cây ổi cây bột quân có bóng dâm mát lại có khóm bông trang có hoa nở có bướm bay chấp chới quanh nhà sạch bóng nhà bếp nhiều khói ồn ào nhà trên tĩnh mịch nắng trưa nằm ngủ trên giàn thiên lý tiếng thái thịt vào đến hiên bỗng lu mờ ông bốn cũng thở tiên thở phật bốn bức tranh treo trên vách vẽ bốn ông tiên một ông dâu dài mắt sách đầy vẻ ung dung cưỡi một con hạc đang sải cánh trên rừng tùng một ông bụng to đang ngảnh cổ chút nậm rượu vào mồm đầy vẻ khoan khoái Ông thứ ba dâu rậm cưỡi con ngựa trắng khoan thai đi vào rừng mai nở rộ. Ông thứ tư dâu tóc bạc phơ phóng cần câu trầm ngâm câu cá. Bên trên bàn thờ ở chỗ cao nhất đặt một cái khám. Trong khám có đức quan âm ngồi trên tòa sen, mười ngón tay chắp vào nhau đang tụng niệm. Tôi cứ nhìn nhìn, có tiếng thằng cù lao gọi. Cục ơi! Tôi bước xuống nhà bếp, ông bốn đang xào thịt. Ông múc một đĩa đặt lên bàn. Và rất lạ tôi nghe mùi thịt chó thơm thơm, Ông lấy bánh đa có giải vừng đem nướng Ông hốt một đĩa rau thơm Gọi tôi và thằng Cú Lao Ngồi lại đây các chú Tôi trả lời tôi không ăn Ông bốn lại mời Tuy bụng đói meo nhưng nhớ lời chị ba dặn tôi lắc đầu Mới ăn no quá không ăn được nữa Thằng Cú Lao cãi lại Ăn từ mai sớm no quá sao được Ông bốn năn nỉ Không ăn nhiều thì ăn một miếng cho bác vui bụng Thằng Cú Lao hạ theo Phải rồi không ăn Ông bốn không học đâu Thằng cố lao vừa nói vừa kéo tôi vào bàn. Tôi định bụng chỉ ăn một miếng bánh đa. Thằng cố lao chỉ vào chiếc nồi đang sôi trên bếp. Nồi như nấu cho đội tự vệ kia. Ban chỉ huy ăn được thịt chó. Cục ăn thử một miếng coi. Thằng cố lao vừa nói vừa gắp một miếng xào gì đó đưa ngay trước lỗ mũi tôi. Rõ ràng một mùi thơm của thịt của hành sông lên. Ông bốn gắp một miếng xào. Bẻ đôi miếng bánh đa kẹp lại rú vào tay tôi. Không ăn thì bác giận lắm nẻ quá tôi cầm kẹp bánh cắn một miếng thịt chó xào nghe thơm chẳng khác gì thịt lợn tôi nhai vài cái thịt với bánh đa rơi vào bụng tôi tưởng thịt chó đã trèo lên lộn cổ ra nhưng nó vẫn nằm yên trong bụng thầy lê hảo thường nói dạy không nghiêm đó là thầy dở đối với bà hiến tôi phải thật nghiêm tôi cố tránh hỏi bà chuyện vu vơ hoặc tán phét tôi vạch một vòng tròn lên giấy rồi đọc cho bà nghe o oh, o oh đây là chữ o như quả trứng gà thấy chưa nhớ chưa bà hiến liền nói theo o o như con gà trống nó gáy o o gà gáy o o Thì chưa tới chợ đã lo ăn hàng tôi dạy thêm thể ngó cho kỹ chữ o thêm một cái mũ độ trên đầu đó là chữ ô bà hiến liền đọc ô rô gai góc nó móc ruột gan đói rách giàu sang ô rô móc tuốt nói gai ô rô làm chi xem này chữ O mang thêm một cái dâu thành chữ ơ Còn phải kẻ mày kẻ mặt đội mũ mang dâu Còn phải đôi hia Bà Hiến lại vừa nhớ đến hát tuồng Trước khi ra sân khấu Kép hát phải kẻ mặt mang dâu đội mũ Tôi sẵn giọng Kệ họ Đào kép muốn làm trời cũng được Đó là chuyện của họ Còn ta là phải ngó kỹ Đây là chữ T Thấy chưa Nay ghép chữ T với chữ O Thành to To Nói nhỏ nói to Không bằng nện cho cái đấm Tôi định bảo im nhưng cách bắt phần của bà nghe cũng vui vui. Ngó cho kỹ này, T ghép với ô thành tô này, bà Hiến nói ngay, điểm phấn đánh lấn ngại thơm. Tôi tiếp, chữ T ghép với chữ ơ thành tơ. Bà Hiến liền đọc theo, dối tơ dối chỉ gỡ xong, dối đầu có lược, dối tấm lòng khó phân, tơ tưởng tưởng tơ, nằm mơ là thấy bạn. Tôi chỉ cho bà Hiến đọc chữ mờ, bà liền cho ra, chẳng lờ mờ, giấy tờ minh bạch đến chữ N bà nói hoạn theo Chi rứa bạn N, trăng đã mở, sông đã cạn Cứ như vậy học mỗi chữ bà đọc một câu Nếu bảo bà đọc thêm bà cũng có thể đọc Tôi và thằng cố Lao dần dần hóa tích Gặp những câu vui tôi bảo bà cứ đọc tiếp Bà thuộc hàng chục bài về, đủ lại về Về con cuốc, về các thứ hoa, thứ quả, thứ cá, thứ chim Về nói láo, về hát bội, về thằng nhác, về cúc tóc, về xin hưu, về đám ma, mỗi khi học xong tôi và thằng cố lao bắt bà hát một bài cho vui bà hiến hỏi bà chi bài hố hụi hay bài về về thằng lý hay về thông tầm cũng được tôi và thằng cố lao rất mê về thằng lý thằng lý nhà nghèo một cô cha rất yêu mẹ không ai thuê làm lý phải đi xin ăn để nuôi mẹ lý bắt trộm vịt về cho mẹ ăn để mẹ khỏi đói sau lý vào rừng tụ bạ lâu la chống lại vô quan Tôi thích những đoạn tả lý bị chó đuổi phải giúp bụi, Lý bắt chiếc con cá lóc tập nhảy, tập mãi nhảy phóc qua được nhà cao, lúc bị bao vây nhờ nhảy qua đường mái nhà đã thoát chết. Ai hỏi vì sao bà hiến nhớ nhiều như vậy, bà nói: "Nhớ nhiều vì đói, khi đói chữ nghĩa vào bụng không bị cơm canh lấp mất, chữ nào còn nguyên chữ ấy." Xin cảm ơn. tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau